Sáng ngày 1 tháng 3 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2024. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký, trưởng ban tổ chức giải, bà Ngô Thị Phương Thảo, trưởng phòng tổ chức thi đấu, cùng tham dự có đại diện hai đội bóng U17 Phù Đổng, U17 PVF. Các đội bóng khác tham gia lễ bốc thăm theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại lễ bốc thăm, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký, trưởng ban tổ chức giải gửi lời chào mừng các đội bóng tham dự giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2024. Với sự phát triển, giải vô địch U17 quốc gia đã khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của giải đấu trong hệ thống các giải bóng đá trẻ ngoài chuyên nghiệp quốc gia của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Không chỉ là sân chơi cho các cầu thủ trẻ thi đấu và cọ sát, trau dồi kinh nghiệm, giải bóng đá lứa tuổi U17 còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn giúp cho các câu lạc bộ địa phương thúc đẩy công tác đào tạo trẻ. Qua đó góp phần tạo ra thế hệ cầu thủ trẻ kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức giải sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cũng như phối hợp với các địa phương đăng cai để tổ chức tốt giải bóng đá vô địch U17 quốc gia nói riêng, các giải bóng đá nằm trong hệ thống ngoài chuyên nghiệp nói chung. Vòng loại giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2024 có tổng số 22 đội bóng tham dự, diễn ra tại 4 địa phương. Các đội được chia vào 4 bảng đấu, trong đó 2 bảng 4 đội và 2 bảng có 5 đội. Thi đấu vòng tròn 2 lượt đi về tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội xếp thứ nhất, 4 đội xếp thứ nhì và 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 4 bảng sẽ được chọn thi đấu vào vòng chung kết. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 2024 tại các địa điểm như sau. Bảng A, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên. Bảng B, Công ty cổ phần thể thao LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Bảng C, Công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Bảng D, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Tiền Giang. Và đội Long An sẽ mang mã số D51, Phù Đổng mang mã số D2, đội Đồng Pháp mang mã số D3, Tây Ninh mang mã số D4 và Long An mang mã số D5. Như vậy là chúng tôi vừa ban hành lịch thi đấu trong thời gian sớm nhất và gửi tới các đội cũng như là các cơ quan báo chí truyền thông.